Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. À, hôm nay cộng đoàn giáo xứ chúng ta vui mừng hiệp dâng thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa trong dịp bế mạc năm thánh mừng Kim Khánh thành lập giáo xứ. Chúng ta tạ ơn Chúa vì biết bao nhiêu thành quả lớn lao mà Thiên Chúa đã dành cho và cộng đoàn chúng ta cũng đã chung hưởng với tất cả lòng nhiệt thành của mình. Một cách cụ thể, những ơn toàn xá cho những người đã tích cực tham dự các sinh hoạt với những điều kiện của năm thánh để được hưởng ơn toàn xá. Rồi trong giáo xứ của chúng ta cũng nhờ năm thánh này mà có những thay đổi tích cực trong giáo xứ. Nó đã đạt được nề nếp việc thực hiện việc lần chuỗi mân côi sống ở trong của giới gia trưởng và giới hiền mẫu và các buổi đọc kinh gia đình hay trong các khu giáo, và giới trẻ cũng như ban giáo lý cũng đã tích cực thực hiện các buổi chầu thánh thể mỗi thứ năm hàng tuần và số người tham dự ngày càng đông hơn. Và hôm nay trong bầu khí của lễ tạ ơn bế mạc năm thánh, có lẽ chúng ta không phải kết thúc năm thánh để rồi chúng ta ngừng hết mọi chuyện, nhưng hướng mở đến một tương lai còn tích cực và tốt đẹp hơn, với hy vọng chúng ta sẽ được sai đi với nghi thức trao thánh giá và với ý thức để loan báo tin mừng, vì cuộc đời Kitô hữu của chúng ta là những phần tử của giáo hội mang bản chất và sứ mạng là phải loan báo tin mừng. Chúng ta đón nhận ơn Chúa để trở thành những người làm chứng cho tình thương của Chúa đối với anh chị em của mình. Chúng ta cũng hãy siêng năng hơn và để lần chuỗi mân côi hằng ngày trong đời sống, để chính nhờ nếp sống đạo đức và những cố gắng sinh hoạt lần chuỗi mân côi, chầu thánh thể và việc kín múc các ơn Chúa, chúng ta làm cho cuộc đời của mình mỗi ngày một thăng tiến hơn và có thể từng bước được mẹ dẫn đưa chúng ta về trời vinh phúc như chính mẹ đã được hưởng và đang ngóng trông đợi chờ mời gọi chúng ta đi tới. Với những tâm tình ước nguyện ấy, giờ đây chúng ta hãy thành tâm sám hối mọi lỗi lầm thiếu sót của mình và nài xin Chúa thứ tha để chúng ta được bớt bất xứng và hiệp dâng thánh lễ tạ ơn này. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con chung tùng Chúa,
chúng con tôn vinh Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, thì có Chúa là Đấng Thánh, vì có Chúa là Chúa, vì có Chúa là Đấng tối cao. Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang, Đức Chúa Cha. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã đưa lên trời cả hồn sang Đức Maria là trinh nữ vô nhiễm và là thánh mẫu của con Chúa. Xin cho chúng con hằng biết hướng lòng về phúc lộc quê trời, để mai sau được cùng thánh mẫu chung hưởng vinh quang. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Hình ảnh người nữ huy hoàng mà Thánh Gioan mô tả trong sách Khải Huyền là hình ảnh của Đức Mẹ. Mẹ đã đương đầu với con rồng là ma quỷ và mẹ đã chiến thắng nên được Thiên Chúa đưa về trời vinh hiển. Mời cộng đoàn lắng nghe lời Chúa. Bài chích sách Khải Huyền. Đền thờ Thiên Chúa trên trời đã mở ra, và một điềm lạ vĩ đại xuất hiện trên trời. Một người nữ mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên 12 ngôi sao. Bà đang mang thai, kêu la chuyển bụng và đau đớn sinh con. Lại một điềm lạ khác xuất hiện trên trời, một con rồng đỏ khổng lồ có 7 đầu 10 sừng, và trên 7 đầu đội 7 triều thiên. Đuôi nó kéo đi 1/3 tinh tú trên trời mà ném xuống đất. Con rồng đứng trước mặt người nữ sắp sinh con, để khi bà sinh con ra thì nuốt lấy đứa trẻ. Bà sinh được một con trai, Đấng sẽ dùng roi sắt mà cai trị muôn dân. Con bà được mang về cùng Thiên Chúa đến tận ngai của Người. Còn bà thì trốn lên rừng vắng, ở đó bà được Thiên Chúa dọn sẵn cho một nơi. Và tôi nghe có tiếng lớn trên trời phán rằng: Nay sự cứu độ, quyền năng, vương quyền của Thiên Chúa chúng ta và uy quyền của Đức Kitô của Người đã được thực hiện. Đó là lời Chúa.
biệt gươm cao sang. Hãy mau tiến vào suy phụng Chúa Trời, tình Chúa thương sáng ngời. Tôn Nương ơi, hãy lắng nghe, hãy đưa mắt nhìn và hãy lắng tai. Hãy quên dân tộc, quên nhà thân phụ, hãy tiến ra đón người. Chúa Trời, người sẽ thương suốt đời. Trong thư gửi giáo đoàn Corinto, Thánh Phaolô xác quyết: do tội tổ tông loài người phải chết, nhưng nhờ sự phục sinh của Chúa Giêsu, mọi người được sống, và chính Đức Mẹ xứng đáng hơn hết được sống trên trời cả hồn cả xác. Mời cộng đoàn lắng nghe lời Chúa. Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto. Anh em thân mến, Đức Kitô đã từ cõi chết sống lại, là hoa quả đầu mùa của những kẻ yên giấc. Vậy sự chết bởi một người, thì sự kẻ chết sống lại cũng bởi một người. Cũng như mọi người đều phải chết nơi Adam thế nào, thì mọi người cũng sẽ được tác sinh trong Đức Kitô như vậy. Nhưng ai nấy đều theo thứ tự của mình. Hoa quả đầu mùa là Đức Kitô, đoạn đến những kẻ thuộc về Đức Kitô, những kẻ đã tin người xuống thế, rồi đến tận cùng, khi người đã trao vương quốc lại cho Thiên Chúa Cha và đã tiêu diệt mọi đầu mục, quyền năng và thế lực. Nhưng người còn phải cai trị cho đến khi người đặt mọi quân thù dưới chân người. Kẻ thù cuối cùng sẽ bị tiêu diệt là sự chết, bởi người đã bắt mọi sự quy phục dưới chân người. Đó là lời Chúa. Xin cộng đoàn đáp và ở cùng Thầy. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Trong những ngày ấy, Maria trỗi dậy, vội vã ra đi lên miền núi, đến một hành xứ Judea. Bà vào nhà ông Zacharia và chào bà Elizabeth. Và sau khi bà Elizabeth nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà. Và bà Elizabeth được đầy Chúa Thánh Thần. Bà kêu lớn tiếng rằng: Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và con lòng bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được mẹ Thiên Chúa tôi đến viếng thăm? Vì này tai tôi vừa nghe lời bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho bà là kẻ tin đã tin rằng lời Chúa phán cùng bà sẽ được thực hiện. Và Maria nói: Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỷ trong Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa. Này từ nay muôn thế hệ sẽ khen tôi có phước, vì đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, và danh Ngài là thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia, dành cho những người kính sợ Chúa. Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai thần trí kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng, và nâng cao những người phần nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước, và để người giàu có trở về tay không. Chúa săn sóc Israel, tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài. Như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi người đến muôn đời. Maria ở lại với bà Elizabeth độ 3 tháng, đoạn người trở về nhà mình. Đó là lời Chúa. Kính thưa toàn thể cộng đoàn, long trọng mừng lễ Đức Maria hồn xác lên trời ngày hôm nay. Có lẽ chúng ta cũng dễ nghĩ rằng Đức Maria hôm nay là được vui sướng hạnh phúc lắm, được ở trên trời, được vinh quang, được như mình mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, rồi đầu đội triều thiên 12 ngôi sao, rồi như bài đáp ca chúng ta nghe, hoàng hậu đứng bên hữu đức vua, mặc đồ trang điểm vàng ròng lộng lẫy. Chúng ta nghe toàn là những vinh quang rạng rỡ không thôi. Thế nhưng mà nếu như hôm nay Chúa thương, Đức Mẹ thương cho chúng ta được về trời, biết có ai chịu không? Biết có ai chịu hôm nay khi Chúa thương gọi con về, mà hôm nay tối nay Chúa nói là Chúa thương hết các anh chị em ở đây, Chúa gọi về trời với Đức Mẹ, chịu không? Biết chịu được mấy người không biết. Có lẽ Bảo Khoan con còn bao nhiêu người thương ở dưới này, bao nhiêu cái vui sướng còn đây, chắc không chịu theo đâu. Nhưng mà thực ra chúng ta cũng biết rằng quê trời là quê hương vĩnh cửu của mình. Khi kết thúc cuộc đời trần thế mà được về tới quê trời là mình đạt tới đích. Còn không có lên mà xuống, xuống quả ngục là thất bại. Cho nên nói rằng Đức Maria được lên trời cả hồn lẫn xác, tức là Đức Maria được đạt tới cái cùng đích của mình, đạt được tới gần Thiên Chúa, và những gì thuộc về Thiên Chúa là những gì tốt lành, là hạnh phúc. Nhưng mà đạt được cái điều đó thì cũng phải giả sử rằng hôm nay trong cuộc sống này
từ ở cõi trần thế này Đức Maria đã hướng về đó và đã sống cuộc đời của mình cho cái lý tưởng đó, cho cái mục đích cao cả đó. Thì khi Đức Mẹ đạt tới đó, Đức Mẹ mới cảm thấy hạnh phúc. Chứ nếu không, tự nhiên nói rằng trời đâu không biết, nhưng mà hạnh phúc như thế nào, nhưng mà tự nhiên bắt mình đi về đó là có lẽ chúng ta không chịu đâu. Chúng ta thấy ở đây sướng hơn, vui hơn, hạnh phúc hơn. Kệ nó. Có những người bây giờ cho được đi Mỹ, nghĩ rằng có nhiều người thuyết phục bảo ở bên Mỹ sướng lắm, giàu sang lắm, hạnh phúc lắm. Nhưng mà có những người nhất định không có ở, không có đi. Bây giờ ở đây có mẹ cha, có người thân yêu, vui hơn. Hoặc có những ông bà già được đi sang Mỹ ở một năm một thôi là dứt khoát, sống chết gì cũng đi về, không có ở nữa. Cho nên nó tùy đấy, tùy. Chúng ta đừng muốn nghĩ đến cái chuyện Đức Mẹ được về trời. Chúng ta tôn vinh mẹ, chúng ta ca ngợi mẹ, và chúng ta ao ước là Đức Mẹ được về trời là hạnh phúc lắm. Và chúng ta cũng cầu xin cho mình cũng được theo mẹ về trời. Chúng ta lần chuỗi mân côi, chúng ta thứ bốn Đức Chúa Trời cho Đức Mẹ lên trời, hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng. Đức Mẹ được thưởng trên trời cũng vậy, chúng ta vui mừng lắm nghĩ đến như vậy. Nhưng mà có khi chúng ta chưa hiểu, chưa ý thức thật là trời là thế nào, là hạnh phúc làm sao, và Đức Mẹ được về trời là thế nào. Trong bài đọc thứ nhất chúng ta nghe kể là sách Khải Huyền, hay Đức Mẹ, hình ảnh của mẹ Maria vinh quang lắm, đầu mình mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, rồi đầu đội triều thiên 12 ngôi sao. Nhưng mà chưa hết, bà đang mang thai và đang kêu la chuyển bụng. Mang thai bà kêu la chuyển bụng, chắc các bà mẹ thì biết, các sơ có khi cũng không biết. Đấy, tôi thì cũng không hề biết cái chuyện đó. Nhưng mà hiểu rằng cái thực tế nó không có đơn giản là được cái vinh quang áo mặc ngoài, đầu đội này, vàng rồng rồi đeo. Thực sự thì chúng tôi thấy mỗi lần thấy đám cưới mà thấy cô dâu mà mặc xoa rê rồi đi, cái biết lộng lẫy gì không biết đó. Nhất là lúc này trời mưa nè, thấy cô dâu tôi tội nghiệp cho cô dâu lắm, không có thấy sung sướng hạnh phúc gì đâu. Rồi những cái khổ đó, những cái khổ nó cũng gắn, cái hạnh phúc nó gắn liền với đau khổ. Và nhiều khi những hạnh phúc đó phải được mua bằng những cái giá rất đắt, cũng phải tốn kém lắm. Cho nên chúng ta đừng nghĩ rằng Đức Maria được bốc thẳng về trời trong hạnh phúc, cái nào cũng có giá của nó hết trơn. Đức Maria được lên trời quý vị là bởi vì mẹ đã sống một cuộc đời như thế đầy những cam go, biết luôn luôn bỏ ý riêng của mình để thưa lời xin vâng trước mặt Thiên Chúa, và xin vâng đối với Thiên Chúa để đón nhận Thiên Chúa vào trong cuộc đời của mình, để rồi mẹ mang thai, mẹ chấp nhận những hiểu lầm, chấp nhận những đau thương, rồi khi sinh Chúa Giêsu ra đời, rồi đồng hành với Chúa Giêsu trong 33 năm trần thế, đâu có dễ đâu. Nhất là những cái giây phút mà Chúa Giêsu chịu khổ nạn, rồi Ngài chết trên thập giá, Đức Mẹ sầu bi đón nhận xác con của mình, người con duy nhất, để rồi chôn táng. Đó, những cái đó mẹ Maria đã phải sống, phải sống hết lòng cho Thiên Chúa. Không phải hồi xưa không đâu, không chỉ có 33 năm đâu, mà cả hôm nay dù Đức Maria ở trên trời, Đức Maria vẫn tiếp tục sống với con của Chúa và là thân thể nhiệm màu của Chúa Giêsu, con yêu dấu của mẹ, là tất cả mọi người chúng ta đây, là giáo hội nè, là những con người mà mẹ đã phải khóc lên khóc xuống mỗi lần mẹ hiện ra nơi này nơi nọ. Đấy, mẹ đã phải chịu tất cả những điều đó để mẹ sống hết lòng cho Chúa. Và cũng cùng với Chúa, mẹ sống hết lòng cho con người chúng ta, như
trong bài tin mừng chúng ta nghe đó, Đức Maria mới mang thai mấy ngày thôi, mẹ đã vội vã tiến lên miền núi, chứ không phải đi bình thường. Hồi đó không có xe đâu, không có máy bay đâu, mẹ đã phải vội vã đón đã đi lên để thăm người chị họ của mình. Và tâm hồn của Đức Maria nó chan hòa cả những cái điều tích cực, những cái điều hay, những điều hên, cả những điều có vẻ không được hên, không được may mắn, những điều cảm thấy hạnh phúc trong lòng, nhưng mà cũng không thích, không ít những cái điều mà làm cho như lưỡi đồng xuyên thấu trái tim của mẹ. Tất cả những điều đó mẹ đã phải sống hết lòng cho Chúa và cho tha nhân, cho con người. Thế cho nên nếu Đức Mẹ đi lên trời là lên trời với Chúa, lên trời để với tất cả mọi người, những người mà mẹ đã yêu thương, những người mà mẹ đã hy sinh hết lòng để mẹ sống cho, mẹ sống với. Cho nên ngày hôm nay khi mẹ kết thúc cuộc đời trần thế, mẹ được đưa về trời, mẹ gặp Chúa, mẹ gặp những người mẹ thương yêu, những người mẹ đã hy sinh, thì mới hạnh phúc được. Chứ nếu như chúng ta lên trời mà chúng ta gặp Chúa mà thấy rằng chúng ta xấu hổ bởi vì mình đã từng sống bê bối, từng sống bất xứng, bất trung với Chúa, mắc cỡ lắm, làm sao dám nhìn mặt Chúa. Chúng ta về trời, chúng ta gặp những người mà chúng ta đã từng sống đối xử với họ một cách tàn ác, chúng ta đã từng sống với họ với lòng căm thù, sống để bụng chết đem theo, làm gì chúng ta dám gặp những người đó ở trên nước trời. Chúng ta gặp họ thì cũng sẽ là quả ngục thôi. Cho nên tôi vẫn nói đùa là những người mà giận dai đó, cứ giận sống để bụng chết đem theo, sống lên mai mốt chết lên nước trời, Chúa cho ngồi kế bên đó, kế bên nhau đó, thì sẽ không thể có thiên đàng được, mà sẽ là quả ngục muôn thuở. Để cho nên đời của Đức Mẹ, chúng ta nghĩ Đức Mẹ đã được đưa về trời bởi vì hôm nay đã sống một cuộc đời xứng hợp với trên trời từ ngay khi còn ở dưới thế. Lên trời là để mình sống với Chúa, sống với anh chị em của mình. Ở trời là để là nơi hạnh phúc, là nơi sum họp. Bởi vì cái ngày mà tận cùng, ngày Quang Lâm là ngày Chúa sẽ quy tụ tất cả chúng ta lại quay quanh Chúa cùng với nhau, và để ở đó Chúa cho chúng ta được chung hưởng hạnh phúc với Chúa và với nhau. Cho nên nếu không có tình, không có nghĩa gì với Chúa, với anh em gì hết, thì làm gì mà có thể sống được với Chúa, với người khác ở trên nước trời, làm gì có thiên đàng. Bởi lẽ thiên đàng nó không phải là một cái nơi chốn, mà là một tình trạng, một tình trạng hạnh phúc, tình trạng biết yêu thương, tình trạng được yêu thương, đó là thiên đàng, là hạnh phúc. Còn ngược lại không yêu thương, không có được yêu thương, đó là quả ngục. Ở đâu cũng thế, bây giờ cũng vậy, mà mai mốt lên nước thiên đàng cũng thế. Cho nên xác định như vậy, có lẽ hôm nay chúng ta khi mừng kính mẹ và tôn vinh mẹ là nữ vương được Chúa đưa lên trời trọn vẹn cả xác lẫn hồn, chúng ta cũng được mời gọi để suy nghĩ, để xác tín rằng cuộc đời ngày hôm nay chúng ta sống nơi trần thế này, những bước chân nơi trần thế này, những cố gắng để sống, để sống trong niềm tin đối với Chúa, lòng yêu mến đối với Chúa, cậy trông đối với Chúa và yêu thương anh chị em của mình trong tình bác ái huynh đệ, đó là cách sống phù hợp với nước trời. Chúng ta phải sống như thế, như mẹ đã sống, để rồi từ đó chúng ta mới hy vọng mình có thể được lên trời cùng với mẹ để chung hưởng hạnh phúc nước trời với Chúa, với mẹ và với mọi người, nhất là những người mà chúng ta cần phải yêu thương, những người mà chúng ta cần phải được họ thương để được hạnh phúc. Amen. Xin mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa, Chúa
Xin bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa Thần bởi Thiên Chúa Thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha. Thập giá vì chúng ta, thời quan phong Si-ô Phi-la-tô, người chịu khổ hình và mãi tang, ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nương người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhân, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Anh chị em thân mến, trong niềm hân hoan mừng mẹ Maria hồn xác lên trời, chúng ta chúc tụng Chúa đã làm những điều kỳ diệu nơi mẹ và quyết bước theo mẹ trên đường thánh thiện. Cùng với mẹ, chúng ta cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin. Hoa quả đầu mùa là Đức Kitô. Đoạn đến những kẻ thuộc về Người, xin cho mọi thành phần dân Chúa kiên vững trong niềm hy vọng đời đời, bằng cách noi gương mẹ Maria, luôn can đảm thưa tiếng xin vâng trước thánh ý Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhầm lời chúng con. Kẻ thù cuối cùng sẽ bị tiêu diệt là sự chết. Xin cho con người ngày nay biết vượt thắng các cám dỗ phàm tục, để sống theo những chân lý trường tồn, hồng xứng đáng hưởng niềm vui bất diệt mai sau. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhầm lời chúng con. Em được chúc phúc giữa các người phụ nữ, xin cho các phụ nữ luôn quý trọng phẩm giá cao quý Chúa ban, chuyên cần cầu nguyện, sống vui tươi và biết tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhầm lời chúng con. Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa. Xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta qua năm thánh biết nhận ra thánh ý Chúa trong mọi biến cố vui buồn của cuộc sống, để chân thành cảm tạ Chúa vì những ân huệ nhận lãnh và khiêm tốn vâng theo thánh ý Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhầm lời chúng con. Lạy Chúa, nhờ lời Đức Maria cầu bầu, xin cho ánh quang chân lý chiếu tỏa trong lời nói và cho bài ca bác ái vang dội trong các hoạt động, cho vẻ đẹp của tin mừng hiện diện trong đời sống
và sự khiết tịnh tỏa rạng trong thân xác lẫn tâm hồn chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Con trông mong ơn Chúa độ tràn hòa, để đời con vui ca câu chúc tụng luôn luôn thiết tha. Cuộc đời con êm trôi trong vòng tay Chúa nhân hiền, bao lắng lo ưu phiền Chúa đổi thành niềm vui. Dâng con dâng của lễ, dâng con dâng của lễ, dâng con dâng tình yêu, là tình yêu con chân thành, con tiến dâng Ngài, con tiến dâng Ngài, dâng con dâng rượu. Lòng con xin vâng, vâng ý Ngài chung kiên vững đi. Dù gặp bao gian nguy, hay buồn vui lúng đêm trường, con vẫn luôn hy vọng, vẫn hy vọng ngày mai. Anh chị em hãy cầu nguyện đi, lời của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Lạy Chúa, xin chấp nhận của lễ chúng con dâng kinh để mừng Đức Maria hồn xác về trời. Vì lời cầu thai nguyện dung, xin cho lòng chúng con bừng cháy lửa mến yêu và luôn luôn hướng về Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha Chi Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi luôn, thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, hôm nay Đương Trinh Nữ Mẹ Thiên Chúa đường đưa về trời. Người là khởi đầu, là hình ảnh của Hội Thánh viên mãn, là niềm an ủi và hy vọng tràn trề cho dân thánh trong cuộc lữ hành trần thế. Cha không muốn người chịu cảnh hư nát trong mồ, vì người đã sinh hạ con Cha yêu quý là đấng ban sự sống cho mọi loài. Vì thế hiệp với các thiên thần và các thánh, chúng con vui mừng ca ngợi Cha và tung hô rằng: Trời đến đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng tùng đấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và mẫu đứng Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thời thức ấy, sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đương tin. Chúng con loan truyền Chúa chiều trên và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa lại. Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chiều trên và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiên này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn Hội Thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám Mục Giuse chúng con, Đức Giám Mục Phêrô và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang, nương Cha trì đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xoa tội trần gian. Phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đang Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
sướng vui, trời tình yêu mới hồi mùa xuân. Bao la Chúa, ta thiên mặn mà siêu hồn con cùng trời yêu dấu. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, trong ngày lễ Đức Trinh Nữ Maria lên trời, Chúa đã cho chúng con được hưởng nhờ bí tín cứu độ. Vì lời Đức Trinh Nữ nguyện dung cầu thay, xin cho chúng con được sống lại vinh hiển. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúng con kính mời Đức Cha, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn an toàn. Giờ đây, ông trưởng ban hội đồng mục vụ giáo xứ, đại diện cho giáo xứ Bình Hòa chúng con, có đôi lời tâm tình gửi đến Đức Cha, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn trong ngày trọng đại hôm nay. Xin kính mời ông. Trọng kính Đức Cha Giuse, giám mục giáo phận Phú Cường. Kính thưa Cha Cố Phaolô, chánh xứ giáo xứ Bình Hòa. Kính thưa quý cha đồng tế. Kính thưa quý tu sĩ nam nữ, quý khách và cộng đoàn dân Chúa.
trong bầu khí hân hoan trang trọng nơi ngôi thánh đường thân yêu của giáo xứ. Đức cha, quý khách cùng với cộng đoàn chúng con vừa dâng lên Thiên Chúa tâm tình lễ tạ ơn và mừng kính Đức Mẹ Maria hồn xác lên trời, bổn mạng giáo xứ. Tạ ơn vì qua giáo hội Thiên Chúa ân ban cho cộng đoàn giáo xứ hưởng một năm thánh toàn xá nhân kim khánh thành lập giáo xứ Bình Hòa chúng con. Sự hiện diện của Đức cha, quý khách là niềm vui của cộng đoàn chúng con được nhân lên gấp bội. Xin quý vị nhận nơi chúng con sự hân hoan chào mừng và lòng tri ân bằng một tràng pháo tay thật dài và thật lớn. Xin mời cộng đoàn. Nhân ngày vui hôm nay, con xin phép Đức cha, quý cha cho con đại diện Hội đồng Mục vụ Giáo xứ có lời chúc mừng và có chút tâm tình cùng cộng đoàn giáo xứ chúng con. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay bế mạc năm thánh toàn xá kim khánh thành lập giáo xứ trong niềm hân hoan mừng lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, bổn mạng của giáo xứ. Thời gian 50 năm đi qua, những gì chúng ta đã sống và được hưởng ân phúc là sự bình an, là niềm vinh hạnh, là niềm tự hào có được tài sản quý giá bởi tình thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria ân ban. Chúng ta xin chúc mừng. Đây là dấu mốc lịch sử, đây là động lực thúc đẩy để chúng ta sống yêu thương, hiệp thông trong giai đoạn mới, cùng với niềm kính tin đáp trả. Ngoài việc cảm tạ Thiên Chúa Mẹ Maria, chúng ta nhớ đến những vị tiền nhân, tiền nhiệm, những quý vị ân nhân bằng cách này cách khác đã gắn bó giữ gìn giúp đỡ để phát triển giáo xứ. Dù hôm nay quý vị ấy còn sống hay đã qua đời, mà dâng lời cảm ơn và nguyện cầu cho họ bằng cách nhủ với nhau năng thực hiện những sinh hoạt đạo đức hàng ngày tốt thêm nữa, hãy nối kết tình thương sâu đậm và xây dựng cộng đoàn giáo xứ ngày một thêm đầm ấm hơn. Dù vẫn còn những khó khăn, những bất cập, chúng ta hãy cố gắng khắc chế để hoàn thiện và luôn luôn cậy trông vào lòng Chúa thương xót và tình từ mẫu của Đức Maria chuyển cầu. Hãy giữ mãi hình ảnh hành hương rất đẹp mà mỗi buổi chiều tổ chức suốt trong năm thánh vừa qua. Trọng kính Đức cha Giuse, kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý khách cùng cộng đoàn dân Chúa. Một lần nữa chúng con tri ân Đức cha, quý cha, kính chúc Đức cha ơn Chúa thương hồn an sắc mạnh, đầy khôn ngoan để hướng dẫn cộng đoàn dân Chúa trong giáo phận ngày càng phát triển về nhân số tin vào Thiên Chúa và những sinh hoạt đạo đức ngày một phồn thịnh hơn. Chúng con kính chúc quý cha ơn Chúa thương luôn bình an, kiên trung với sư vụ mang tin yêu đến cho cộng đoàn. Kính chúc quý tu sĩ nam nữ, quý khách và cộng đoàn dân Chúa đầy ơn Chúa hưởng một năm toàn xá trong bình an, mạnh khỏe và hạnh phúc. Xin Đức cha, quý cha cùng toàn thể quý vị thêm lời cầu nguyện cho chúng con để giáo xứ Bình Hòa trong tình thương xây dựng giáo xứ ngày càng tốt đẹp hơn. Với tâm tình con thảo, con xin dâng lên Đức cha và cha cố Phaolô chánh xứ những đóa hoa tươi thắm để tri ân và xin Đức cha và quý cha thương nhận. Và sau thánh lễ, chúng con kính mời Đức cha, quý tu sĩ, quý khách mời
quá bước đến hội trường giáo xứ để chung vui với chúng con nhân ngày bổn mạng giáo xứ và bế mạc năm thánh này. Con xin trân trọng. Và trong ngày trọng đại mừng lễ Đức Mẹ lên trời bổn mạng giáo xứ và bế mạc năm thánh hôm nay, chúng con xin Đức Cha ban cho cộng đoàn chúng con một vài lời huấn từ. Chúng con xin kính mời Đức Cha. Kính thưa cộng đoàn, thực đối những lời hay ý đẹp thấy ông Chánh nói hết rồi, tôi giờ không biết nói cái gì thêm nữa. Ông chỉ xin chúc mừng giáo xứ thì hồng ân Chúa ban tràn trề cho giáo xứ trong một năm mừng kỷ niệm Kim Khánh thành lập giáo xứ, và có lẽ cái hồng ân lớn lao mà chúng ta cố gắng để lưu giữ, để phát triển, đó là những cái thói quen đạo đức được hình thành trong giáo xứ, việc lần chuỗi mân côi sống, việc chầu thánh thể. Đó là những cái phương thế tuy là xem như quen thuộc, bình dân, mà giáo xứ chúng ta nếu thực hiện một cách kiên trì và sốt sắng thì chắc chắn đó là nền tảng để xây dựng cho giáo xứ càng ngày càng vững mạnh, càng ngày càng phát triển tốt đẹp. Giáo xứ Bình Hòa của chúng ta hồi trước đây thì nó cũng là một cái giáo xứ nhỏ thôi, nhưng mà ngày hôm nay thì là một cái giáo xứ rất đặc biệt, bởi vì nó tiếp nhận ông bà các anh chị em từ nhiều nơi đến đây làm ăn sinh sống và quy tụ trong cái bầu khí rất là sinh động, rất là phong phú như thế này. Nhưng mà chính trong cái điều kiện này thì chúng ta mới cảm thấy được cái bầu khí huynh đệ nó mang một cái ý nghĩa rất là đặc sắc, rất là phong phú. Nó không mang cái giá trị là toàn tòng để rồi chúng ta có thể hãnh diện vì cái quê hương, một cái địa giới đặc biệt của mình. Nhưng mà nơi đây mình thấy cộng đoàn gia đình con cái của Chúa với tất cả tính đa dạng phong phú như thế này, nó là cái nét đẹp, mà cái nét đặc sắc đó. Ước mong sao thì những cái điều tốt đẹp mà chúng ta được gây dựng ở nơi đây, nó có thể được triển nở cách tốt đẹp. Tôi thấy ngay cái cấu trúc của nhà thờ ở đây cũng cho thấy được cái tinh thần đó. Nó không phải nó quá tôn ti trật tự, những cái làm cho người ta cảm thấy nó xa cách nhau, nhưng mà cảm thấy nó gần gũi nhau hơn, cùng nhau hướng về Chúa và sống với nhau trong cái tình gia đình con cái của Thiên Chúa theo cái tinh thần giáo hội. Tôi thấy đấy là cái điều rất là tốt đẹp. Mong sao chúng ta sống trong sự hướng dẫn của Mẹ Giáo hội và sống với tinh thần giáo hội, để rồi chính cái bầu khí tốt đẹp này nó sẽ là cái điều kiện xây dựng cái tương lai hạnh phúc nước trời cho chúng ta cùng với Mẹ Maria hồn xác lên trời là quan thầy của chúng ta. Nó cũng sẽ trở nên có ý nghĩa và sẽ trở nên niềm hy vọng lớn lao cho chúng ta. Kính chúc tất cả quý ông bà và anh chị em được sống trong cái tinh thần đạo đức tốt đẹp như chúng ta đã sống trong năm thánh vừa qua, để đời của chúng ta càng ngày càng được trở nên thánh, càng được trở nên gần với thiên đàng hơn. Giờ đây là nghi thức sai đi. Chúng con kính mời Đức Cha, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn cùng cảm tạ Chúa về tất cả những ơn phúc thiêng liêng Chúa đã ban cho mỗi người chúng con trong suốt năm thánh của giáo xứ chúng con. Đây là lúc đặc biệt thích hợp để cộng đoàn giáo xứ chúng con hát lên bài ca Magnificat của Đức Trinh Nữ Maria như lời tạ ơn chung của toàn thể hội thánh. Kính mời cộng đoàn đứng. Oh.
Giờ đây Đức Giám Mục sẽ làm phép tượng Chúa chịu nạn và trao lại cho các đại diện của giáo xứ, như là một dấu chỉ ra đi để tiếp tục loan báo lòng thương xót của Chúa. Mời cộng đoàn ngồi. Xin cộng đoàn đứng để chúng ta cùng hiệp thông trong nghi thức làm phép này. Ơn phù trợ chúng con ở nơi danh Chúa là đấng ta. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Cha là đấng ngự trên nơi sang lang tuyệt vời, Cha đã yêu thương chúng con đến nỗi chúng con được nhìn thấy Chúa, vốn là đấng vô hình, nay hiện hình nơi Đức Kitô. Xin Cha đoái nhìn cả tôi tớ Cha đã làm ra ảnh tượng này để hình dung con một Cha, và xin Cha ban cho chính họ được trở nên giống như chính đấng mà họ thờ kính ảnh tượng người qua thập gia, người hằng sống và hiển trị muôn đời. Lạy Thiên Chúa toàn năng và từ bi, vì yêu thương chúng con quá đỗi, Chúa đã muốn cho con Chúa nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần mặc lấy xác thể từ lòng Đức Trinh Nữ Maria để chịu chết trên thánh giá và sống lại từ cõi trên. Xin Chúa đoái thương chúc phúc cho những ai dùng các tràng hạt mân côi này để tôn kinh đấng đã sinh ra con Chúa, sẽ biết cầu nguyện bằng cách miệng đọc lòng suy mà được đầy lòng sốt sắng, và khi ra khỏi đời này họ đường Đức Trinh Nữ Maria đưa lên với Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Xin mời quý vị đại diện lên nhận nghi thức sai đi từ Đức Giám Mục, đại diện quý sơ dòng Phaolô Bình Hòa, đại diện ban thường vụ, đại diện khu vô nhiễm, đại diện khu mẹ Thiên Chúa, đại diện khu mân côi, đại diện giới gia trưởng, đại diện giới hiền mẫu, đại diện giới trẻ, đại diện thiếu nhi, đại diện ban thánh ca, đại diện ban phụng vụ, đại diện ban giáo lý, đại diện ban Caritas và đại diện giới cao niên. Xin kính mời quý vị chúng ta tiến lên nhận nghi thức trao đi từ Đức Giám Mục. Xin mời cộng đoàn chúng ta đứng cúi đầu để lãnh nhận phép lành tòa thánh và ơn toàn xá. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Chúa vì lòng nhân từ đã muốn dùng việc Đức Trinh Nữ Maria sinh con mà cứu chuộng nhân loài. Xin Ngài đoái thương cho anh chị em nên phong phú nhờ phúc lành của Ngài. Xin cho anh chị em mọi nơi mọi lúc cảm nhận được sự bảo trợ của Đức Maria, nhờ người anh chị em đã đang lãnh nhận đấng ban sự sống. Hôm nay anh chị em đã lấy lòng sốt sắng quy tụ lại đây, xin cho anh chị em được hưởng phúc lộc là niềm vui thiêng liêng và phần thưởng trên trời.
và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.